Để đi. Không được. Hả? Nó xấu đâu, nó cắn cái cụt chân luôn. Mình sẽ hụp xuống đây để xem nó là con gì nhá. Đánh cho xem nào, đừng có chọc nữa. Chọc rồi không biết con gì đâu. Đâu, nó ở chỗ nào? Không biết, nó lăn ở dưới á. Thấy không anh? Thấy hồng nước à? Ui, con gì đấy, to lắm. Thế đó? Ừ, thật, nó cắn mày ngó mà xem. Không, con gì đấy? Thấy con gì không? Phải không? Em không mở mắt. Ồ, không mở mắt thì nhìn thấy thế nào được? Em mở mắt ra chứ. Nhưng mở mắt đâu mắt không? Mở mắt ra mới nhìn thấy. Đây, thấy chưa? Hay là mình nhảy xuống đi. Hay là mình nhảy xuống. Nó không bơi qua mắt em đâu. Ui, bơi qua mắt, mình nhắm mắt mà mày vẫn biết. Em mở mà. À, thế à? À, mình sẽ nhảy xuống đây để bắt con thủy quái này lên cho các bạn xem nhá. Nó cắn đấy. Mà không được. Chỗ sao? Này nhỏ quá mình không bơi được. Chỗ hay này nhỏ hợp lấy. Với mày. Hợp với mày hơn, mình nhảy xuống bắt đi. Không, sao nó cắn lắm. Hay là anh ơi, mình lấy cái dây thòng, thòng chó ấy. Cho mình cho chúng mình thòng. Biết nó chỗ nào mà thòng. Cái giếng của anh em, giếng thần của anh em mình này nó rất là sâu. Nó sâu đến mức là không thấy đáy luôn. Nó có thấy đáy đâu. À, ở trong chuyện của Tích nó có cái nghe này. À, bống bống bang bang mày có xem có tí cơm nguội nào không? Không. Không có cơm nguội à? Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Thế đi để em. Ở đây, kia, mày lấy. Không, không. Thấy thế nào? Lấy gói kia đây. Ừ, màu trắng là nó tưởng là cơm ấy. Được đấy. Nè, mình sẽ dụ con thủy quái này lên bằng bằng sugar. Đó. Bảo đệ mang sugar ra đây. Đây nhá. Đường. Gọi nó đã, đọc thần chú đã. Bông 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 bông. Lên ăn cơm ẩm, cơm bạc nhà ta. Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Bông 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 bông. Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Cháu ăn cơm ẩm, cháu hoa nhà người. Ui, nó lên đây. Ui, nó lên. Ui, sợ ui. Nó lại chợ rồi. Nó vẫn còn. Để em đọc lại. Không được. Bông 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 bông, lên đây ăn cơm nhiều hơn. Anh chết chết. Ui. Vô đi anh. Ui, 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 cơm ơi, cơm ơi. Đâu rồi? Ui, ui, sâu lắm. À đây rồi. Sâu lắm, sâu lắm. Nếu mà mình không đi ra thì vừa. Nào, mới dụ nó tiếp đi. Bóng băng, bóng băng. Nên ăn đường cơm đường nhà ta ngọt lắm. Thế mình ăn đi. Thì ra là con cá chim. Hóa ra là một con cá chim. Con không cá phải chim đâu này. Em thấy nhiều lắm. Hóa ra con cá chim này không thích hợp. Nó ở trong cái giếng này. Tại vì nó tanh lắm. Mình sẽ chuyển nó sang hồ cá rộng hơn nhá. Mình sẽ chuyển nó sang bên này. Bên đây là thác nhà mình. Thác nước. Chỗ này thác này nó sẽ thích hợp với nuôi cá chim hơn. Nó không thích hợp ở với giếng đâu. Rồi. Nó bơi siêu lắm. Ra xem còn không nữa nhá. Hóa ra mình tưởng con thủy quái gì, hóa ra là con cá chim. Mày em vượt một phát anh ơi. Đấy, có mày vượt một phát. Cúng cái đầu này, cầm cái đầu này. Đấy. Ui, có cái nịt rồi. Ôi trời. Đây này. Mày không biết vượt. Để anh. Úi. Ui, đừng có nằm. Con này là con bóng thành tinh rồi. Không phải đâu, con tôm ấy, tôm hùm ấy. Đấy, tôm hùm ấy. Thấy chưa? Hay là ăn hình, đây. Hình như cái giếng này của nhà mình là thông ra từ biển. Thông đến biển nó sẽ bơi, tôm nó sẽ bơi ra đây. Lấy cái đĩa ra đây. Ok. Lấy cái đĩa này. Mình sẽ vụt thêm xem bắt được con nào nữa không nhá. Được rồi. Ui, được chắc. Giếng, ôi, sao không thể có vạn nhỉ?
cái này làm giảm tầm hiệu quả, mình sẽ cởi nó ra. Con tôm này ngon nhờ. Con này mình ơi, gạch lắm. Thế này mà bắt được nhiều con tôm là chúng ta sẽ có một món gỏi với lại sashimi, cọ, ẩm cọ, xong rồi ăn gỏi tôm, đúng không? Đấy. Quá chuẩn luôn. Rồi. Phải dùng kỹ thuật cao để bắt chúng nó. Cái gì cao? Ôi, anh ơi, ui, con này nó gặp nắng nó tỉnh rồi, nó lại đang mở cửa này. Ôi, ôi, một con nữa. Một con nữa. Một con nữa và một quả cọ ở dưới giếng mình. Ở dưới giếng mình là ui, rất là nhiều thủy hải sản, nông sản, các thể loại luôn. Hai con rồi đúng không? Hai con rồi. Ăn thế là đủ hai anh em mình ăn rồi. Không, ít quá. Vẫn ít à? Ít. Ít thì phải bắt thêm. Ui, lại bắt ra một con cá chim. Một con cá chim. Nhưng mình đã bắt một con rồi, nó không thích hợp sống ở đây. Mình sẽ thả nó ra chỗ nó bể đây nhá. Đấy, con lúc này bơi mất rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục bắt xem có con gì nữa không. Ôi, nó vẫn đang bơi. Con này tươi đỏ ấy. Đây này, nó dọc theo các nước đây này. Ừ. Anh vẫn mẹ nó này. Mình sẽ niệm thần chú để cho cái này nó nhỏ lại, không bị vòi lên ngực mình nhá. Thần chú thế nào tươi mất rồi. Cốc, 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 lò, nước lâu nhỏ lại. Nhỏ lại. Nhỏ đấy, luôn. À. Bây giờ thấy giếng của anh em mình thần kỳ không? Chết chưa nào, bắt đi em nào. Hả? Không, bắt làm gì? Con nó nhỏ dần nhỉ? Nhỏ đi. Ôi, rơi cả răng. Ê, không à? Cho em vượt một cái. Mình không biết vượt đâu. Mình vượt chưa? Chết rồi, anh em mình đã thắng. Ui, nhưng mà con cứ con này sắp đôi. Con này sắp đôi, chúng ta có một con tôm. Và chúng ta lại bắt được một con cá chim nữa. Chúng ta sẽ lại đem sang bên này để thả sang suối. Suối đây là thác cá thần. Thác cá thần nhá. Đó, có 3 con cá chim ở đây rồi. Chúng ta sẽ vào bắt tiếp xem có con gì nữa không. Mình được lương thực là được 4 con tôm rồi. Wow, một cục đá. 2 cục đá. Bên này này được. Nhỉ? Không biết được, hay là nó trôi, nó lại lúc nãy quay ra biển rồi. Em một xuống đây nó đang giúp giúp cầu hàng. Hay là nó quay ra biển rồi. Anh ngụp lại xem nó chạy gì đâu. Đây ê, rồi, một con nữa nha các bạn ơi. Con này bị đứt một trâu. Tổng chúng ta có 5 con tôm. Nó đang cày tăm và đục hết giếng nhà mình rồi. Ui, ui rồi một con nữa. Con. Một con nữa. Quá ngon. Em tôm này đang ôi ra. Dồi. Đang bò. Con nào? Con đá. Em tôm này đang bò ngoài này. Được 3 một em mẹ luôn. Cực lớn luôn. 3 em. 3 em luôn mà. Quá siêu. Anh vớt đỉnh đấy. Quá đỉnh luôn. Đấy. Đấy. Thế là mình không có 9 con tôm. 9 con tôm à? Anh ơi, anh cố vớt được. Ôi, đây, một con nữa. 10 con rồi. Thấy chưa? Các bạn thấy giếng nhà mình thấy lợi hại chưa? Anh vớt được 100 con tôm thì mình hay gọi là mình bỏ. Rồi, để cho anh không nó đục hết giếng cá, tôm cá nó lại không bơi từ ngoài biển vào được. Đúng rồi. Mà lo, mà lo. Nước biển hay dâng lên. Ôi trời, kìa. Giếng nhà mình là giếng thần đấy, bảo mình đấy. Bây giờ mình ra có 10 con tôm rồi. Chúng ta sẽ đi làm món tôm. Gỏi tôm với lại cọ nhá. Gỏi tôm với cả cọ ỏm. Cọ ỏm nhá. Đẳng cấp luôn. Ok. Bây giờ hai anh em mình sẽ thu hoạch quả cọ này.
thu hoạch vào để cho vào tải để làm gì các bạn biết không? Chúng mình sẽ tách bỏ cái vỏ này ra bằng cách đó là cho vào tải để đạp, nó sẽ bị trượt cái vỏ ra, xong rồi chúng ta mới có thể đem đi ngâm với nước sôi để ăn được. Anh ơi, mấy quả cọ này đi con chắc nó cắn nhiều rồi nhỉ? Nó kiểu nó thử xem quả nào chín nó ăn này. Như quả này là chín này, chín ăn nó đi này. Đấy, bán hết một vùng luôn này. Đấy, nhưng cái quả như này là nó chín chắc rồi, nó mềm nhưng mà nó còn vỏ nó chưa chắc. Béo lắm nhưng mà chắc. Nên để cho trời đi trong rồi nó mới hết chắc. Béo kinh luôn. À, chưa, tí nữa nó mới béo. Bây giờ chưa thể béo được. Rồi bỏ những quả nhỏ này đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm sạch vỏ nó nhá, bằng cách đó là dẫm đạp. Nhẹ nhàng thôi, xong các bạn lại bảo dùng chân bẩn. Tí nữa anh em mình còn phải rửa lại nữa cơ mà. Thôi, chỉ sạch mà. Đấy nhá, thì cho mình các bạn xem qua cái cách của anh em mình làm xem vỏ nó sẽ bị ma sát cho rồi chóc hết vỏ. Nó ma sát với nhau, nó chóc hết vỏ nhá. Đây. Đây là mình mới làm qua thôi. Ui. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Cách của anh em mình ổn không? Đấy, chỉ thêm một lúc nữa là nó sẽ sạch được túi cọ này nhá. Ui, thêm một lúc nữa là nó chóc hết mọi người ạ. Hãy để em đi rót nước nóng nhé. Ok. Rồi, ok nhá. Bây giờ sẽ bắt đầu ỏm chán nhá. Ỏm cọ, quả cọ sau khi anh em mình đạp tách vỏ và rửa sạch đây nhá. Sẽ cho vào ỏm. Rồi. Nước không được quá sôi nhá, nước không được quá sôi. Bây giờ chỉ hơi lăm tăm sôi thôi. Đấy. Hơi lăm tăm sôi nhá. Rất là nóng, rất là nóng. Thế nên là phải cho thêm nước nguội nữa. Lấy cho anh một can nước nguội. Ok. Đó. Nước sủi như thế này thì mình phải pha cái nước trước. Nước này là tầm 90 độ anh ạ. Nước sủi 100 độ rồi. Rồi. Cho nước vào. Rồi xem nào. Nước ấm ấm là được nhá. Rồi. Tay sờ được. Sẽ cho cọ vào ỏm nhá. Đó, làm sao ngập nước là được. Úp nó lại. Lấy cái gì đó úp nó lại. Ôi, không vừa, lấy cái đĩa. Lấy cái đĩa. Úp lại trong vòng 15 phút nhá. Đấy. Trong khi đợi cọ chín thì anh em mình sẽ đi làm tôm nhá. Làm tôm để làm gỏi tôm nhá. Đấy. Đây là món tôm biển của anh em mình đấy nhá. Tươi sống. Thế nên là anh em mình quyết định là sẽ ăn cái món sở trường và hiện đại, đó là món gỏi tôm. Còn đây là cái món tuổi thơ của mình này. Món cọ ỏm nhá. Sau khi ỏm mình sẽ vớt nó ra. Mình sẽ vớt nó ra. Đấy. Ăn với tôm nhá. Món này là sẽ vừa hiện đại mà vừa gọi là cổ truyền. Anh ạ, đáng nhẽ anh phải để vài quả cái vỏ. Vỏ làm gì? Ăn tôm nhớ đâu mà bụng lạnh ấy. Thì mình ăn cái vỏ nó chát. Không đi ngoài mọi người ạ. Đấy, không cần. Đấy, thấy chưa? Mà chúng mình sẽ ăn dần. Chúng mình sẽ ăn dần, còn ỏm cọ. Đấy, đây là món hôm nay anh em mình kiếm được nha. Cọ và tôm. Rất là ngon đấy. Rất là ngon các bạn ạ. Hơi bị tỉnh luôn. Mình sẽ cho các bạn xem một cái quả cọ sau khi ỏm nó sẽ như nào nhá. Mình chỉ cần lấy tay này bấm vào cái đó, nó sẽ vữa ra rồi đấy. Giống mọi người các bạn thấy giống quả gì? Giống quả trứng gà. Đấy, ăn nhá. Nó rất là bùi. Mời các bạn nhá. Cho em thử miếng. Y như vị ngày xưa luôn. Nó béo. Nó thơm. Đây, nó béo nó thơm nhá, ngon cực kỳ luôn. Cái này mà ăn với tôm thì đúng là
hết ý luôn. Bở kinh khủng luôn mọi người ạ. Bấm nhẹ cái là nó tách ra đôi này. Béo lắm. Mình sẽ cho mấy con tôm vào chanh để cho nó chín dần nhá. À, anh ơi, anh muốn gọi đây là gì? Có mù tạt. Mù tạt. Wasabi. Thế nhúng nó vào chanh nhá. Nhúng vài con vào chanh, anh em mình sẽ ăn dần. Các bạn nhỏ chắc sẽ không được bố mẹ cho thưởng thức cái món tôm sống đâu. Tại vì cái món này chỉ có người lớn mới ăn được thôi nhá. Món này là ai ăn quen mới ăn được thôi. Đúng rồi. Lại bùng đấy. Rồi, mình sẽ cho 4 con tôm vào. Mình sẽ khai thác triệt để cái giếng thần của anh em mình. Rất là nhiều đồ ăn ở trong đấy. Giống như của túi thần kỳ của Doraemon ấy. Mở ra cái gì là sẽ mở ra cái đấy luôn. Ui anh ơi, thấy đợt nhá. Cái giếng gân này nó cạn ấy. Gân cạn, em thấy nhiều hàu lắm. Hàu nó bấm ở dưới một cái khe đá ấy. À thế cả. Phù du đang nó chui vào. Mau đệ nó thèm ăn hàu rồi. Rồi, mau đệ thử một miếng trước đi. Em thử luôn miếng này nhá. Ok. Miếng này anh thấy chưa? Ui, nhúng vào chanh cái nó đã tái rồi. Nó tái rồi. Đấy, nó tái luôn mọi người ạ. Đây. Chấm với cả xì dầu mù tạt. Nếu mà chấm nhiều là sốc lắm ấy. Ngon không? Đây, kem. Ngon mà ngọt quá. Kem cọ luôn. Căng đầy mồm. Ui giời, hết đi luôn, ngậy lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Hạt nó ngon quá nhá. Các bạn biết cái hạt của quả cọ này hát cái quả cọ khác quả chám ở chỗ nào không? Đó là cái hạt của quả cọ thì không ăn được lõi, còn lõi của quả chám thì ăn được. Mình sẽ thử một con xem sao nhá. Lõi của quả chám ăn như kiểu là hạt ốc chó anh nhỉ. Đây là tôm này, còn đây là cọ này. Bây giờ em sẽ ăn quả cọ trước xong rồi mình ăn tôm. Ngon lắm luôn. Hạt ngon. Béo quá. Ngon lắm luôn đấy. Cái này mình sẽ chấm như một tàn một tí để cho nó nó thông não mọi người ạ, nó sướng. Rất là béo. Cay quá. Cay à, cay chấm nhiều nó mới thấm được. Nó vừa có vị béo của quả cọ, ngọt của tôm, sốc của mù tạt. Ăn rất là sướng luôn. Ăn ngon quá luôn. Đây anh ơi, anh kẹp bớ đây này. Đấy. Kẹp con tôm rồi. Cái này kéo á. Kẹp tôm vào nhá mọi người nhá. Đấy. Kẹp tôm vào. Đấy. Xong rồi chấm với cả mù tạt này. Mình sẽ tách hai quả cọ ra. Và mình sẽ cho 2 con tôm vào. Một con này. Ui giời. Giống như bánh mì ba tê anh à. Đúng rồi. 2 con này. Đấy. Rồi mình sẽ dưới xì dầu mù tạt lên nhá. Ăn miếng này chết toàn luôn. Ăn miếng này chết quê lắm đấy.
ở. Ai bảo cho nhiều người ta làm gì? Nó ngon kinh khủng luôn. Ngon hết ý luôn. Hết sảy con nhà bà Bảy. Cái này em ngâm cả đầu anh ạ. Cái đầu nó rất là nhiều gạch. Ăn rất là phê. Ngon quá. Bắt thêm chanh chua này vào cho nó tăng cái độ chín đầu món tôm nha mọi người. Mm-hmm.